Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy. Thầy ơi, con có một chuyện con muốn được hỏi thầy, con mong thầy giải đáp giúp con. Con năm nay là 42 tuổi, cách đây 20 năm con bị hỏng một đứa con mà là con trai thầy ạ. Từ năm đó đến nay con khó có con, toàn bị hỏng thôi. Hôm vừa rồi con nằm ngủ mơ, con đi qua một bụi tre trước cổng chùa. Con thấy có một người ngự trên ngọn cây tre. Con có nói, có phải cậu Đỏ nhà họ Trần không? Thế là cậu nhảy xuống và chắp tay vái ba cái trước mặt con thầy ạ. Xong cậu đi đâu mất con không biết. Câu chuyện là như vậy, con mong thầy chỉ lối giúp con. Con cũng đã được nghe pháp của thầy và cũng đã tụng kinh Địa Tạng được gần một năm thôi. Mới gần một năm thôi, con rất mong thầy giải đáp giúp con. Cái này cũng có thể là cái nhân duyên. Và bây giờ thì 42 tuổi này thì vẫn còn sinh tốt. Có người thì hôm nọ có người thì chồng 56 tuổi, vợ 48, 49 vẫn còn còn sinh. Hơn 20 năm nay không có con rồi, bây giờ thì vẫn cầu mà vẫn còn có thể có thai và chuẩn bị sinh đến nơi. Đó, cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên là gì? Hai vợ chồng phát nguyện đây 21 ngày thôi. Ăn chay trường và phát nguyện 21 ngày. Rồi từ giờ đến pháp hội Quan Ba Hồng pháp 3 ngày pháp hội Quan Âm lên lên để theo 3 ngày pháp hội Quan Âm này. Được hai vợ chồng là cái tốt nhất, không thì một người đại diện lên. Còn thứ bảy chủ nhật hoặc chồng đi làm hoặc vợ đi làm nó được nghỉ thì lên. Trong đó về tiếp tục tụng kinh Địa Tạng cho phải ăn chay trường 21 ngày như thầy hướng dẫn một số các Phật tử đó. Nhưng mà đặc biệt trong cái khi các Phật tử lưu ý cho thầy, nếu mà tụng kinh cầu tự tức là cầu con đó thì trong 21 ngày hoặc 49 ngày đó là vợ chồng phải ngủ riêng phòng, riêng giường, tức là không được chung chăn, chung gối. Nói thẳng ra là gì? Là không được quan hệ tình ái, không được quan hệ tình dục trong 21 ngày hoặc 49 ngày phát nguyện tụng kinh để cầu tự đó. Thì hết 21 ngày hoặc 49 ngày đó thì hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên mà xin nước. Xin nước về đi thật sớm. Nếu cầu con trai thì thường thường các Phật tử họ bằng kinh nghiệm họ đi họ cầu hay được thì đi vào ngày ngày lẻ. Cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đi thật sớm. Lên vào khoảng độ tầm lên tới nơi khoảng độ 5 giờ 5 rưỡi hoặc 6 giờ sáng ấy. Thì bắt đầu lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu đi ra giếng Quan Âm thì mang mấy cái can đi 10 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít đi chẳng hạn tùy theo. Mang lên xong rồi xin nước xong xin nước khấn Đức Quan Âm chỗ giếng xong xin nước phải múc ở thẳng giếng lên chứ đừng có lấy ở trong cái bể cái bồn nước lọc, múc thẳng ở giếng lên đấy. Lên gặp các sư đấy thì nhờ các sư hướng dẫn phải múc thẳng ở giếng lên chứ nếu mà qua cái bể lọc ở trên rồi mới múc thì cũng không tốt, phải xin thẳng ở giếng. Lấy cái gầu hay cái gì cái có máy bơm thì bơm thẳng lên mà cho vào can nhà mình, xong bắt đầu thì đem lên trên điện Chuẩn Đề ấy. Trên điện Chuẩn Đề đang làm dở ở khu vực trong nội viện đấy. Thì nơi đó có tôn tượng Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Âm bế đứa trẻ con đó. Ngày Quan Âm Bồ Tát bế đứa trẻ con thì đặt lễ Phật lễ tổ xong rồi lên đấy đặt cái can nước lên trên bàn đấy mà hai vợ chồng đảnh lễ xong rồi xin. Xin xong rồi bắt đầu về là cứ thế là uống cái nước đó, uống không hàng ngày cũng được, hoặc là có đang uống thuốc thì lấy một uống thuốc. Đã đến khi đó mang nước về bắt đầu từ tối hôm đó thì vợ chồng mới gì mới được nằm chung một giường, chung chăn, chung gối vân vân. Thì khi đó thì trường hợp đó thì cứ làm thử xem. Đấy, có thể là cái duyên cái em bé đó với gì với cái đứa con mà mất 20 năm trước đó nó vẫn chưa đi đầu thai với người khác, nó vẫn gì có thể có duyên với mình thì có thể là tới đây nó sẽ đầu thai thì nó được sinh ra làm người thôi. Đó, cái trường hợp này thì thầy hướng dẫn như vậy, Phật tử đó thì cũng nên hai vợ chồng cũng nên bàn bạc mà thử nhau xem, để thử với nhau xem. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, kính bạch thầy, mong thầy giúp con một việc. Cha con sinh năm 1968, từ đó đến nay con đã tìm mộ cha con bằng cách như qua đài, báo, truyền hình không thấy hồi âm. Qua thầy ngoại cảm thì trả lời, thấy 5 đến 7 người nhưng không nhìn rõ. Chỉ biết là đến ngày giỗ của cha con có 7 người cùng về. Đi gọi hồn thì cha con cho biết cha và đồng đội đã về, đã thề với nhau là không ai được về gia đình và bảo con từ nay không đi tìm cha nữa, cha không về đâu.
mở ngoặc đơn giải thích là và cũng nói rõ chỗ cha ở có 7 anh em. Con không biết các thầy ấy nói có đúng không, nhưng nay con thấy chùa thầy có tháp báo ân, con muốn đưa anh linh của cha con và đồng đội của cha con về ở một căn hộ tại tháp báo ân của nhà chùa có được không? Vì hai mẹ con đã có 2 căn hộ ở đấy rồi. Nếu được thủ tục nhập tháp như thế nào, xin thầy trả lời và hướng dẫn cho gia đình con được biết. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thì Phật tử nói là đi xem nhà ngoại cảm thì bảo là có 7 bộ đội, cha con thì chắc là hy sinh, bộ đội thì hy sinh. Cho nên là có 6 đồng đội nữa, tức là 7 người, những ngày dỗ là 7 người thường về nhưng không thấy nói rõ mặt. Thậm chí còn đi xem các nhà ngoại cảm, ngoại hồn thì có nói rõ cái địa chỉ ở đây, nhưng mà ra bố nói là gì? Cha nói là không muốn về vì 7 anh em đã thề với nhau là không về rồi. Thì cái này thì là cái duyên của các vị. Nhưng cái này mà con hỏi là hai mẹ con cũng đã đăng ký nhập tháp, bây giờ muốn đưa cha con và 6 đồng đội về tháp ở chung một cái ô tháp, coi như là một căn hộ đấy, có được không? Thì cái này thì con phải, hai mẹ con phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, mà xin với cha con và đồng đội của cha con nếu mà muốn. Thì phải muốn, thì các thầy sẽ để làm một cái lễ quy âm cho trước khi cho nhập tháp, như là các trường hợp đặc biệt khác. Thì phải lễ quy y cho mà các vị ấy đồng ý thì mới được. Cái này thì thôi, cái trường hợp này nó không thể trả lời một vài phút mà có thể được. Thì hôm nào thì vào cái pháp hội Địa Tạng buổi chiều thì hai mẹ con lên, có thể buổi chiều thầy không giảng thì nói rõ với phòng chi khách muốn đăng ký gặp thầy để hỏi về cái chuyện câu hỏi ngày hôm nay, thì thầy sẽ trả lời cho rõ hơn. Thời gian trả lời cái đó nó khá nhiều, mà thời gian ở trên này thì nó không có, để dành cho những người khác. Thầy xin trả lời sơ sơ như vậy thôi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.